Rồi, hello, chào các bạn, mình là Tuân, các bạn đang xem video của mình trên kênh Thế giới kỹ xảo HD.vn. Thì hôm nay đến với các bạn thì mình hướng dẫn tiếp bài căn chỉnh và quản lý đối tượng trong 3D Max. Bài hôm nay là một bài quan trọng nhất, cũng là một bài mình cho rằng quan trọng nhất, mình lên để ý một chút. Nói chung là lên thực hành và làm nhiều, đúng không? Sau bài hôm nay, cái bài tập này hôm trước thì các bạn đã làm cho mình chưa, đúng không? Đây, cái bài tập này, bài hôm trước này, khi các bạn làm thì nó sẽ ra là như này. Cái này mình chỉ làm mất khoảng độ 10 phút thôi thì sẽ được như này, cả cái giếng này nữa, làm chi tiết như này cho mình nha. Ok, mình xem nó ghi mình chưa. Rồi, sheet nó ghi rồi, rồi. Đó, ghi làm này. Hôm nay bây giờ mình sẽ làm qua một lượt để các bạn hình dung ra và làm về nhà làm nha. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ trước cái bức tường, trước cái bức rễ trước. Mà trước là mình sử dụng lệnh array, đúng không? Đầu tiên là mình tạo ra một khối bốc, đó, vừa phải nhìn đẹp thôi. Cứ nhấn Z để nó lại gần, zoom xa sao các bạn nhấn phím Z để cho nó zoom lại gần, đúng không? Ok, rồi nhấn chữ R để hiệu chỉnh các chiều cho nó đẹp, nhấn chữ R nhé. Đó, viên gạch này là viên gạch chuẩn của trường kiến trúc là đúng không? Đây là khi mình đã được có cái viên gạch khá đẹp rồi thì tiếp theo là mình sẽ array, đúng không? Mình chọn vào thúc, chọn array, array 10 viên đi. Mình chọn 10 viên ở đây, 10 viên, mình ấn preview. Rồi mình array theo trục X kéo ra. Ok. Ok. Nó kéo mãi mà nó chả đi ra nữa thì ở đây rồi. Ra rồi, ok. Cho càng bé thì nhìn khít, viên gạch càng khít càng đẹp. Tiếp theo mình chuyển sang array lần thứ hai. Lần thứ hai mình cho đi độ 6 hàng thôi, 5 hàng thôi để tạo nó chuyển cho dễ, đúng không? Mình array theo trục Z, trục Z đây, trục Z ở đây. Đó. À, cái bài tập này là cái bài tập mình đã hướng dẫn rồi cho nên là mình làm sẽ nhanh thôi để mình còn nói tiếp những cái khác, đúng không? Như thế này rồi, đúng không? Mình nhấn OK. Ok, mình chọn đây này. Cái này thì các bạn nhấn nhớ mình là mình nhấn quen với mặt top nhé. Mặt top là mặt bằng. Mặt đây, ví dụ như đây đó, đây là phối cảnh, đây là phone, là mặt bên này, phone mặt bên này mình đứng quay, tốt là mặt bằng này, đây là hai phối cảnh mất rồi. Đây mình cứ quen dùng rồi, mình nhấn này, mình nhấn phím tắt nhé, mình nhấn F này, khi cái chiều này ấn nhấn F nó tức là mặt bên này, khi các bạn quét đúng không, khi chọn vào đây chọn rotate ở đây, quên ông bật này rồi, để mình chốt. Ok, vào tiếp thôi. Đây, nên bật cái mặt này thì khi các bạn chọn cái này chọn cả vật đằng sau mất, đúng không? Đây mình chỉ cần chọn những cái này thôi. Đấy, chọn cả mấy cái vật đằng sau mất thì mình chuyển sang mặt L đi. Nhấn chữ L, Less, đó không? Thì ở đây đây, nhấn chữ Z cho nó ra trung tâm màn hình đây. Mình sẽ chọn cái này, quét tất cả vào. Nhớ là các bạn đừng bật cái chế độ này nhé. Khi các bạn bật chế độ này, các bạn phải quét cái này nó không chọn đâu. Quét này nó không chọn này. Khi mình phải quét cả cái vùng đây. Đó, thì là mới chọn, đúng không? Đó. Cái này thích hợp khi mình sang bên sau mình dùng tẹo nữa, mình nói đến chế độ bắt điểm thì các bạn sẽ biết thôi. Đó, mình tắt đi. Quét này là nhanh nhất, đúng không? Ok, bây giờ mình chuyển sang mặt phối cảnh, mình nhấn phím P, đúng không? Hay là nhấn phím F để cho chỗ này mình di chuyển nhìn nó dễ đẹp hơn. Đó, ok, sang một bức tường. Tiếp theo làm nào để mình vẽ một cái bức tường vuông như kia, đúng không? Đơn giản thôi, mình cầm cái này mình copy, mình chuyển sang mặt top. Đó, mình copy, mình dịch ra một đoạn. Đúng không? Mình cho ok rồi cho vào, nhấn vào rotate đúng không, mình xoay xoay, khi các bạn chưa biết xoay thì các bạn xoay như là các bạn ước lượng thôi, ước lượng này đó, ước lượng cho nó vuông là được đó, 90 này, mình dùng rotate mình di chuyển này cho nó khít vào nhau. Rồi, bật chế độ F3 đây cho chế độ hình dung dễ nó xương đó. Đó, 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 tẹo đó mình sẽ lấy chế độ bắt điểm thì các bạn sẽ bắt nó chuẩn hơn một chút. Ok, cái này là bạn có thể bức tường vuông rồi, ok, được chưa? Tiếp theo đến cái giếng nhá, đến cái giếng đi. Giếng thì nó sẽ khó một chút để các bạn phải để ý nhé, không thì chả biết mỗi bạn mới bắt đầu thì chả biết nó từ đâu vào đâu, nó từ đâu em, nó từ đâu và nó em nó đi về đâu, đúng không? Rồi đến với cái giếng đầu tiên thì mình sẽ vẽ khung trước, còn cái trên này vẽ sau rồi, đúng không? Đối này đối tượng 2D chút lên này. Đây, từ cái giếng này thì mình sẽ vẽ từng viên gạch, xong rồi lại phải di chuyển trọng tâm. Buổi trước thì mình đã nói cách thay đổi trọng tâm đúng không,
cái viên gạch này thì mình sẽ di rồi cái tâm ngang của nó nên mình copy một viên gạch ra. Ok, giữ phím shift copy ra. Ok, chọn TZ đó, T, ok. Thế đi rồi mình di chuyển cái phím này nó dịch ra đây một chút đúng không. Đây cái viên gạch của mình bây giờ đang ở đây, từ đó mình đã reset lại cái trọng tâm của hắn, reset lại đã, mình nhấn vào reset trọng tâm của hắn đã. Rồi ok, trọng tâm của hắn ở đây rồi, ok chưa bạn. Đây là một viên gạch của mình vẽ ra. Hay không thì các bạn thích thì vẽ ra viên mới thì mình vẽ ra viên mới nha, vẽ ra viên mới luôn đi cho nó chuẩn hàng đúng không. Đây mình ra đây mình vẽ là một viên gạch mới đây. Cho lên. Okay. Đây hơi phức tạp một tí, mình phải hiệu chỉnh lên trên. Đó. Viên gạch nhìn nó phải giống viên gạch một chút nhé. Đừng có vẽ giống viên gạch mà nó chả ra cái viên gì làm đồ mình nhé. Công phu đến đâu thì nó cũng chả đẹp đâu. Rồi, chưa chuyển sang mặt bằng, mình chọn chế độ ở đây. Mình chọn vào đây poly đúng không? À, đây. Poly ở đây này, cho After Effects poly để chọn trọng tâm. Còn tiếp đến là mình sẽ chọn rotate, mình để di chuyển cái trọng tâm ra một khu vực khác đúng không. Thì bây giờ mình đang di chuyển ra giữa để mình rotate đi, sau đó mình xoay xung quanh trọng tâm của nó một cái để tạo ra cái vành giếng đúng không. Ok như này được rồi, vành giếng này khá to rồi. À, hai ông nằm chung một giường rồi đúng không. Rồi mình nhấn phím vào chọn thúc, chọn array. Array lúc này thì mình sẽ reset lại nhé, cứ quen tay nhấn cái chữ reset and parameter này gì này đúng không, nghĩa là nó làm lại, nó cài lại mặc định cho tất cả những thông số trong cái bảng đấy. Tiếp theo ấy, nhấn preview đúng không, chọn rotate, tick và rotate ở đây thúc men, vì cái hai cái này nó khác nhau cái gì. Ở đây thì vẫn xoay, ở bên này thì vẫn là dùng những công cụ này, ở bên này vẫn là dùng những công cụ đấy. Đây, bên này vẫn là dùng những công cụ đấy, nhưng hai cái bảng này nó khác nhau rất là nhiều đúng không. Khi các bạn làm thử thì các bạn thấy khi ở bên này mình rotate, mình xoay đây đấy, mình ở đây mình điền 360, ví dụ như mình thường thường là mình điền 360 thì mình sẽ nó sẽ không được là vòng lặp lại đâu, ở đây nó có quy luật hơn. Tức ở đây trước rồi các bạn có thể tự tra cho học lâu nhanh nhớ hơn nhé. Ví dụ như ở đây mình đặt 360 rồi đúng không, mình chỉ cần nhấn enter xong bắt đầu mình có thể tăng giảm cái số này đúng không. Đó, nó có tính quy luật hơn, mình có thể tăng giảm một cái kẽ gạch, cái viên gạch này lên để cho sao hợp lý một chút. Ok, mình làm này nó không đẹp lắm, các bạn làm cái viên gạch nó càng to ấy, hay là viên gạch nó nhỏ so với cái khoảng cách này thì nó sẽ đẹp hơn đúng không. Ví dụ như viên gạch đây mình thấy thì nó sẽ bé lại như này, bé lại thôi. Đó, đúng không, thì mình array thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Ở đâu cho nó lại đi. Đó thì mình sẽ array thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đúng không. Rồi mình chọn rotate thôi, 360 mà nhấn preview. Đó. Preview ở đây mình array lần thứ hai mất rồi, xin lỗi. 360 preview bên này, bây giờ mình tích vào trọng tâm đây, bảo array reset ở đây, chọn 360 này, xong bạn nhấn vào preview đó, tăng giảm số cạnh bên như này ok rồi. Đây chút lần thứ hai theo trục Z và đây chút lên khoảng độ 5 hàng thì sẽ là rất là đẹp. Rất là 5 Z mình chả biết đâu, chết rồi. Đây mình không đặt thêm mặt đứng, mình chả biết làm nào mà nhìn. Đúng không? Mình phải đặt như này tại vì trong khi mình array thì mình sẽ không di chuyển được màn hình đấy đâu. Những phần mềm khác nó di chuyển được, nhưng phần mềm này thì không di chuyển được. Rồi, chọn lại 360. Tích ở đây là 10, ok rồi. Preview, ok rồi. Mình tích vào lần thứ hai. Đây, tích vào lần thứ hai đây, nhớ nha. Mình tích vào lần thứ hai, extrude lên cho trục Z. Ôi giời ơi, mình nhầm rồi. Đây mình lại chọn ấy, rotate như thế. Nhầm, không. Đây cho từ lần thứ hai thì mình thấy chữ Z đây. Z này là di chuyển đâu? Ok. Không. Z thì ở đây x chút lần thứ hai. À đây mình chưa cho chọn số lượng khổ thân. Mình chưa chọn số lượng cho nên nó hơi cồi. Đến đây. Rồi, ok. Thì cái này tương tự mình nhấn vào F đúng không? Mình không muốn chọn nó mà sau mình nhấn L,
L cho đỡ vướng. Thì đây cái này mình có vướng như cái kia nên mình làm hơi phức tạp một chút. Các bạn về làm thì chắc nó cũng đơn giản hơn thôi. Đây, chọn rotate xong rồi mình mới tích vào cái biểu tượng. Mình mới bắt đầu mình quét chọn đúng không? Chọn từng cái một. Thì cái này làm sao để những hàng gạch nó so le? Thì cái trước mình di chuyển rồi thì cái này mình chỉ việc ấy thôi. Xoay thôi đúng không? Xoay. Ok. Nó nhận nó làm vội làm vàng nó hơi xấu. Về các bạn làm chi tiết hơn nhé. Đẹp bởi anh như mình có thường kẹo. Rồi tôi nói đùa vậy rồi. Đây, đây là cái ảnh của cái giếng nhé. Thì còn cái này cái tương tự như cái bên này. Cái này thì mình đặt viên gạch nó như này rồi mình lại array thôi đúng không? Còn viên này thế, viên này giống viên trong cùng đúng không, giống nhau. Bây giờ là cái cột này, hai cột vuông này chắc ai vẽ biết vẽ rồi đúng không? Khi học ở đây rồi thì các bạn phải biết vẽ cái cột vuông nó như thế này. Đây cái cột vuông như thế này thì các bạn phải biết vẽ cái cột vuông như vậy đúng không? Đen mẹ tấm xanh thì nhìn nó dễ. Rồi vẽ cột vuông này, bây giờ vẽ cái móc này như nào? Cái móc này thì mình thường là các bạn, một là các bạn vẽ thủ công dùng khối bốc đó, đó. Rồi lại chồng chéo nhau lên để làm một khối. Thì các bạn nhớ vừa rồi mình đã hướng dẫn, có một bài mình hướng dẫn đó. Nhiều khi các bạn không di chuyển như này, mình đang tích chuột này nhưng mà không di chuyển là do mình nhấn phím an và cho trên chỗ này nhỉ, nó những cái chỗ của drop này nó bị gạch chân này, tức là nó đang bị khóa hết. Khi mình nhấn phím an nó đang bị khóa thì mình mới xoay được đúng không? Đó, tất cả những cái này mình không dừng được. Thế mình phải ấn lại một an lần nữa để tắt những hết phím mới đi thì mình mới di chuyển được đúng không? Ok, bây giờ làm nào là vẽ hai quai này trước nhá. Hai quai này mình chuyển sang mặt phone xem là phone không. Được rồi, sang mặt phone đây. Ở đây mình sẽ copy nguyên cái file được. Rồi, mình copy nguyên cái quai ra cho các bạn xem. Nó dễ, để vẽ cái quai này thì mình chuyển sang mặt đứng, nhớ là nó phải là mặt phone nhá. F, các bạn nhấn F xong nhấn Z. F là trở về mặt phone. Đây đúng không? Các bạn tích vào chỗ biểu tượng này cho mình, tức là vẽ mình về chuyển sang đối tượng vẽ, tích vào cái này, tích vào chọn stand, à không, cái này không phải standard mà sẽ là từ standard chuyển xuống, à không, à tích vào biểu tượng này để làm gì? Đây là đối tượng 2D còn đây là đối tượng 3D đúng không? Đối tượng này là đối tượng 3D, 3D còn đối tượng này là đối tượng 2D đúng không? Thế ở đây đối tượng 3D, đối tượng 2D như nào? Mình tích bỏ này, mình bắt đầu mình chọn line. Line để vẽ thêm y như cái đường này đúng không? Vẽ như cái đường này. Thì mình nhân line, mình giữ control để cho những cái đường thẳng nó thẳng nhé. Line mình giữ on, control. Mình giữ shift, à rồi, giữ shift, quên. Giữ shift nhé. Giữ shift cho những đường thẳng. Đó, được cái quai chưa? Nhưng lúc các bạn vẽ thì nó không được như này đâu, do mình cái tích ở cái chế độ render này. Các bạn chọn vật xong ấy, thì các bạn nhấn vào đây biểu tượng này đúng không, nhấn vào ở đây thì ở đây nó có nhiều tượng biển tượng rendering, nhấn vào biểu tượng nó ra cái bảng này thì nó lúc đấy hai cái này không tích vào nhau, lúc đấy thì cái này nó chỉ là cái đường thẳng thôi này đó. Thì các bạn khi bạn tích hai cái này vào chọn render stacking, tức là nó extrude ra theo vuông góc, tức là hình hộp không gian radian. Radian là đường tròn đấy, ra đường tròn làm chúng ta làm xích ấy, đúng không? Đây thay đổi chiều cao kích thước của nó. Ok, bây giờ chuyển sang mặt phối cảnh để xem cho nó phù hợp thôi. Rồi mình ấy trước rồi cho nên nó khá chuẩn, nó không có gì lệch lạc mấy. Rồi vậy nha, vậy là xong cái quai đúng không? Đến tiếp cái phần cái giếng này. Cái giếng này thì có mỗi cái móc này trước kia là mình đau đầu nhất thôi, trước kia mình cũng không làm được các bạn. Thế hôm nay mình sẽ làm kỹ kỹ về cái này một chút nhé. Các bạn mới bắt đầu vất vả lắm, khổ thân lắm, đi hỏi lung tung, kém thua kém bạn bè đau lắm. Rồi được rồi, nói đùa nói vui thôi. Ở đây các bạn chuyển về mặt L cho mình. L tức là ở đây để mình vẽ một cái khối như này đúng không? Đầu tiên là mình vẽ một khối gọi là khối hình trụ tròn. Đây mình chọn vào clear, ở đây mình chọn vào clear trong cái, à đâu không phải cái này mà trong cái khối bốc này, mình chọn vào clear đó, bốc này clear đây, thì đây mình chọn đây đây. Ok, để mình vẽ một cái khối tròn như này, tròn và to dài và tròn, rồi rất thích dáng đúng không? Ok như này rồi đúng không? Bây giờ mình tăng cái chiều dài lên, ở trong cái bảng này nó có một cái chiều này, ở đây gọi là tăng số lượng rồi. Đây tăng cho nó dài lên đúng không? Cái này là mình nó có một cái thanh để xuyên qua rồi, còn xong các bạn vẽ thì các bạn ước lượng thôi.
Đây mình chỉ vẽ rồi để làm sao cho các bạn biết hiểu cách vẽ được, đúng không? Thì ở đây vẽ đến đây rồi thì mình nhấn tiếp cái mặt là nhấn chữ L tiếp, nhấn Z đúng không? Bật chế độ F3 cho dễ nhìn. Bây giờ mình vẽ thêm một cái gọi là đường line bên này nữa. Nghĩa là cái đường line mà nó không khép kín ấy. Tức là cứ là cái đường clear thôi nhưng mà nó không khép kín. Đấy. Nó làm cho cái đấy trở thành một cái mấy sau nó thành nhiều vòng xoắn với nhau. Ừ, nhưng mà mình cứ tích vào đây nhé. Chọn chọn ARC. Chọn gì nhỉ? À, mình alo, alo đây rồi. Mình vừa đi ấy một tí, đi đáp bom một tí. Thì ở đây tiếp theo nhá. Tiếp theo là mình vẫn đang vẽ dở gì nhỉ? Cái khối bôn, khối bốc ở đâu đúng không? Nó bị bay bắt đầu rồi. Có lẽ mình phải vẽ lại. Đầu tiên như là mình đặt mặt phôn cho các bạn đúng không? À, mặt là left cho các bạn. Ở đây mình tạo ra một khối gọi là cái khối như này để ta làm để làm mấy đúng không? Ở đây mình tích vào đây. Tích vào khối này, tích vào clear. Đâu nhầm. Clear là khối cầu rồi đúng không? Thì gà. Tích vào đây. Mình chọn là mình làm tạo ra một cái khối to như vậy đúng không? Mình chuyển đây nhấn P biết nó đang ở đâu. Một là các bạn chọn vào đây, bình thường chọn vào đây để kéo dài ra. Hai là các bạn nhấn phím R và mình như này mình kéo thôi, mình kéo R thôi. Mình quen quấn quấn R rồi, xong rồi vẫn L F thì nó được này, nhấn F3 trở về chế độ khung nhìn cho dễ đúng không? Thì tiếp theo các bạn vẽ làm thế nào để vẽ được cái ấy này, làm thế nào để có vẽ được cái làm thế nào để vẽ được cái dây 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 chun này, à cái dây chạc đúng không, nhìn giống như chạc còn dây chun đúng không? Đây làm sao để vẽ cái dây chạc này thì đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn để vẽ cái dây chạc này đúng không? Dây chạc này là dây đầu đầu nhất. Đầu tiên thì các bạn kích vào cái đấy, kích vào cái khối mình vẽ ra để làm cái gọi là cái ngáng để quay cho cái giếng. Thì mình kích vào đấy thì mình nhấn Z, nhấn L, nhấn Z như này trở về cái mặt như này để vẽ cái chạc kia ấy, thì mình kích vào đây, mình kích vào shape tức là vẽ đối tượng 2D ấy, đúng không? Mình vẽ đối tượng 2D xong kích vào chữ helix đúng không? Tức là đây nó chính là kiểu như là một cái gọi là kiểu như một cái lằng nhằng gì đấy, vẽ một cái đường tròn xong bắt đầu nó lại nó một đường tròn nhưng đường tròn đấy không khép kín và những cái đường thẳng nó di theo cái trục của cái đường tròn đấy đúng không, nó không bị bay ra khỏi cái mặt phẳng mà nó xác định được thì là nó tên của cái đường đấy. Thì mình bắt đầu kích vào từ giữa ra, mình vẽ ra một cái đường tròn như này, ok. Đó, nhưng mà các bạn nhớ phải tích nhé, tại vì khi mình chuột mà mình chưa tích lần tích 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 thì các bạn nhìn bên cạnh thì nó có cái số đó nó đang chạy thì mình tích một lần nữa để nó dừng này. Đó, ở đây nó tỏa ra này, thì ở đây các bạn cứ kích bừa đi. Thì ở đây hai thông số này các bạn cho phải bằng nhau đúng không? Cái thông số 39 này thì mình sẽ lấy 40 và 40 mình lấy enter. Thì là cái này này nhá, bảng này này, nhớ cho mình cái bảng, nhớ cho mình cái bảng parameter này, thông số này, hai thông số này nó phải bằng nhau đúng không? Rồi các bạn nhấn về mặt top cho mình đúng không? Ok, bây giờ đây đã có một cái đường tròn rồi đúng không? Thì điều ở đây tiếp theo ấy thì là mình sẽ phóng to cái này ra, mình nhấn phím R đúng không, nhấn phím R mình kéo to cái này ra đấy, kéo cái vòng ra, kéo ra đến đây. Các bạn nhìn thấy kéo ở đây vòng nó thưa đúng không, vòng ở đây nó thưa đúng không, nó chỉ như này. Tăng số vòng bằng cách các bạn nhấn vào đây, nhấn vào chỗ này, nhấn vào shape. Nhấn vào shape cho mình. Thì ở đây nó có số lượng vòng thì nó ở đây rồi, nó ở tool này. Đó, mình kéo lại đây. Đúng không? Đây. Kéo đây. Đúng không? Mình cho thêm từng này vòng rồi. Đây, nó ở chỗ này này. Nó tune này. Tune này, đúng không? Nó kích vào đây thì sẽ được thôi. Thì sẽ tăng, tăng các bạn tăng số vòng theo tùy ích của mình. Đó, mình nhấn cái, mình chọn nhé. Mình chọn rotate ở đây. Mình chọn rotate đây. Này. Đó, mình chọn xong rồi mình kéo lại để tạo ra một cái vòng giãn, có để làm sao mà cái vòng nó giãn giãn như kia đúng không? Thì chúng ta có một cách ở đây, nghĩa là chỉ ở đây, đây giãn số vòng nhiều hơn số này quy định được.
Ở đây bạn tích vào đây cho mình đây, cái bảng này nghĩa là dồn vòng số vòng này về theo trục x và trục y, dồn dồn nó lại làm sao cho nghĩa là có một đầu nhiều vòng hơn, nó thưa dần ra, nhìn nó giống dây chạc hơn thôi, đúng không? Rồi, ok, một số chi tiết như vậy thôi, như này thôi là bạn đã có một cái dây chạc khá đẹp. Nhưng mà dây chạc này nó vẫn đang ở chế độ 2D nhé, các bạn lên x chút lên cho đến độ 3D, 3D ảo ấy. Mình trước mình đã bảo 3D ảo đâu, click vào chỗ này chọn rendering, chọn animal animal đúng không, click vào radian để chọn đến chỗ độ tròn đi, thì cái này như mình vẽ là nó bị lỗi, nếu cái lỗi thì các bạn cứ vẽ lại thôi, vẽ lại cho nó có công có việc, đúng không? Rectangle là hình vuông rồi, rendering nơi này vừa phải thôi, đúng không? Nếu mà các bạn muốn muốn cho cái dây chạc của mình nó thật nữa thì các bạn nhấn giờ nhấn cái chọn cái mình dây chạc mình vừa vẽ xong, như giữ shift xong dịch sang một tí đó thì copy rồi nhìn nó giống dây chạc hơn, đúng không? Rồi đó, rồi ok, và hôm nay mình dẫn đến đây mình chọn một cái, nếu mà mình muốn giống nữa thì mình chọn một cái rồi tích vào đây, tích vào chỗ này thì chọn nó giãn hơn nữa, cho nó giãn hơn nữa đó. Đó, thì nó nhìn giống dây chạc hơn, chỗ giãn chỗ không, đúng không? Rồi ok, hôm nay cái bài tập đây mình chỉ hướng dẫn đến này thôi, cái thang này hôm trước mình đã nói rồi thôi, đúng không? Rồi ok, bài tập này chúng ta đến đây thôi nhá. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh và quản lý đối tượng, cái bài chính hôm nay qua nhiều bài tập là hơi nhiều. Căn chỉnh và quản lý đối tượng. Được rồi, ở đây thì căn chỉnh đối tượng đó là chế độ bắt điểm trong 3D Max. Chế độ bắt điểm thì với ba cái, đó là chế độ bắt điểm với rotate tức là di chuyển, select and rotate tức là xoay, và select and from select thì là các phóng to thu nhỏ theo chế độ bắt điểm. Thì ở đây quan trọng nhất nó là hai cái, mình chỉ hay dùng nhất là select and move thôi, nhưng mà bắt điểm của nó ở đây, chế độ bắt điểm của nó là bật chế độ F3 à đâu tích trên màn hình thì mình chả nhớ phím tắt là gì nữa, nhưng mình toàn tích bằng chuột trên màn hình này thôi. Ví dụ như mình sẽ có một cái khối bốc, mình tạo ra một cái khối bốc như sau, mình tạo ra một cái khối bốc như sau đó, mình tạo ra một cái khối bốc như sau, mình muốn di chuyển hai khối bốc này nó sát lại nhau đúng không, thì mình tích vào cái chỗ độ F3, tích vào cái chỗ di chuyển xong bắt đầu ở đây, khi các bạn ở đây nhớ là chế độ F3, khi các bạn nhấn chuột phải, ở đây là slap to, nhấn chuột phải thì nó hiện ra cái bảng mà các bạn tích vào slap, các bạn tích vào slap cho mình nhé, chọn standard đúng không, chọn standard. Ở bình thường ở đây nó không tích vertex đâu mà nó tích hai cái này này, thì cái này là gì, cái g point này thì nó chính là gọi là mắt xích, gọi là những cái dao của lưới, còn cái V point này nó là chế độ trọng tâm, còn vertex là điểm, thì thường thường mình chỉ dùng hai cái thôi, đó là cái chế độ V point là vertex này đó, còn những cái khác hầu như là nói thẳng ra là cũng không dùng đến đó. Thì mình tích chế độ vertex, còn bỏ hai chế độ đi để nhớ các bạn nhớ đến chế độ vertex nhé, không chế độ vertex sẽ bắt điểm rất khó, đúng không? Ở đây mình chưa tích về chế độ vertex thì mình di chuyển đến điểm này đó, đây nó sát vào nhau rồi đúng không, sát vào nhau rồi, tích từ vertex tích ở điểm đây, tích từ cái đang chọn đó, tích ở đây đó thì nó bắt ở đây rồi. Ok, đấy là chế độ bắt điểm. Thì bây giờ các bạn chế độ bắt điểm thì các bạn làm nhiều khối thứ, à phím tắt của chế độ bắt điểm đó là chữ S đúng không, mình quen, mình lâu không vẽ Mac rồi cũng quên mất rồi, nó cũng rút kinh nghiệm thôi. À, phím S đúng không, tiếp theo là phím xoay, xoay theo chế độ bắt điểm thì gì, xoay thì các bạn muốn nhấn phím E cho mình rồi đúng không, tích xem tích vào cái chỗ chế độ bắt điểm hay nhấn chữ S để cho bắt điểm bật lên, nhấn chuột phải bật lên thì nó hiện ra một cái bảng, đó là xoay cái bảng, là hai cái bảng này, có cái bảng này, cái bảng này, bảng này, cái bảng này mình gọi là bảng 1, bảng này mình gọi là bảng 2. Cái bảng 2 khi mình nhấn số liệu ở đấy, mình nhấn Enter thì nó tự quay về số 0, nghĩa là mỗi sau mỗi một lần mình thực hiện lệnh thì nó lại quay về ban đầu. Thì còn cái bảng double này thì nó vẫn giữ nguyên cái số của mình khi thay đổi đó. Ví dụ mình thay đổi, mình xoay cái này là 90 độ. 90 độ đúng không? Mình Enter cái thì nó vẫn quay trở về số 0, nhưng mà ở thực tế thì nó đã xoay rồi, đúng không? Nhấn Ctrl Z lại. Đúng không? Và đây mình nhấn 90.
nhân 90 thì ở đây sẽ thông số này ở đây sẽ vẫn giữ 90 đúng không? Tức là nó vẫn cho biết mình vừa thay đổi cái gì, bao nhiêu. Đây là hai cái bảng này. Đấy là ý nghĩa của hai bảng này. Đây có xoay theo trục x, xoay theo trục y, xoay theo z. Nếu bạn muốn xoay cả theo cả trục x và trục y thì bạn nhấn cả x cả y thì nó sẽ thay đổi cả trục x và trục y đúng không? Ok. Tiếp theo đó là chế độ movie. Movie cũng thế, các bạn có thể ấn chế độ chuột phải và nó hiện ra một cái bảng. Bảng này. Nó cũng offset, nó cũng y như cái bảng kia thôi. Đó, mình muốn di chuyển theo cái này, mình muốn scale lên, tức là mình muốn phóng to lên là 100 lần hay là 1000 lần đi thì to lên. Ok, đây là phóng to theo trục x đấy, đây là chính là trục x đây. Đó, đây. Đó, đúng không? Nó phóng vừa phóng to tại vì mình vừa tích vào trục x mình tăng lên một 10 nhân với 10 nữa thì nó tăng lên 10 lần. Ok. Rồi, cả chuột z. Thế thôi. Ở chế độ bắt điểm này thì nó còn có cái góc này hay lắm nhưng mà mình không hay dùng, cho nên là mình hôm nay mình không hướng dẫn các bạn được. Có lẽ để những buổi mà mình sẽ dựng chùa một cột hay là dựng những cái ghế phức tạp mình sẽ làm những cái lệnh này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái lệnh gì nếu mà dùng trước mà dựng những cái bài cơ bản nhất là mình làm được bài tập là được, sau dần dần mình sẽ phát triển thêm. Ok, rồi đến với tiếp theo thì mình sẽ nói sâu về chế độ. Mình chế độ bắt điểm ở đây vẫn chưa kỹ đúng không? Thì ở đây chế độ bắt điểm ở đây mình nhớ nhấn chọn vào cái phím này hoặc là mà nhấn S thì ở đây buộc các bạn phải biết thủ công bằng tay để nhấn vào đây và tích vào chuột phải nhé, đừng phải tích chuột trái. Chuột trái để chọn, còn chuột phải để hiện ra bảng bảng slab đúng không? Tích vào bảng slab đây. Thì ở bảng slab này thì nó có mục slab, mình chỉ quan tâm vào slab và mục user thôi đúng không? Hai cái bảng này là sử dụng nhiều. User ở đây ở đâu đéo phải à, mục Opposition. Opposition đúng không? Opposition có cái mục ở đây các bạn cho vào Opposition bảng thông số này để mặc định và tích vào chỗ UASTIT CONTRIBUTION cho mình, tích vào đây. Ok, thường thường ấy tích vào đấy nghĩa là các bạn để chế độ bắt điểm như sau. Ví mình ví dụ nha, mình ví dụ như mình đang mình ví dụ như là cái khối hồ của mình nó đang ở rất xa ở đây, nó không ở đây, mình không muốn bắt cái khối hồ điểm này và điểm này, nhưng mình chỉ muốn bắt cái điểm này nó song song với cái điểm này thôi đúng không? Mình làm nào, mình vừa tích cái mình vừa nói với các bạn đó, mình tích vào chỗ S này, mình tích vào chỗ đây đúng không? Mình tích vào đây, mình chấn chuột phải, mình chọn vertex rồi chọn opposition ra cho chọn user của người ta. Thường thường thì mình không làm theo cái thao tác này bao giờ, mình nhấn vào đây. Thường thường là mình nhấn ra một chỗ trống này đúng không? Mình nhấn bất kỳ ra một chỗ trống này. Mình chọn chữ Acid Contract thì nó hiện ra cái bảng này. Cầm cái bảng này di chuyển này, tích và chừa giữ chuột trái và di chuyển lên đây. Đặt vào đây. Ok thì hiện ra này, cái chế độ này chính là cái mình ví dụ như mình tắt chỗ độ mà có làm châm mà có chữ trục XY nhá. Mình tắt vào đây thì các bạn ấn vào đây này, nhìn ở Opposition nó cũng mất này. Khi mình tích vào đây là có Oxygen đấy, có tức là cái bảng này nó thay vì cho mình phải thao tác và nhấn vào đây thì mình sẽ nhấn luôn vào cái bảng acid này đúng không? Đây các bạn nhớ nhấn nhấn chuột này, chọn cái acid này đó, đó. Ok, tiếp theo thì acid này sử dụng nào, nguyên lý học hoạt động của nó ra làm sao thì sau đây mình sẽ nói luôn. Ví dụ như là hai cái khối hộp này bình thường ấy thì mình không tích chữ acid ở đây, mình không tích chữ acid ở đây thì mình di chuyển một điểm đây về đây thì nó bắt luôn là hai cái đỉnh này gần nhau, nhưng thực tế thì mình ít khi mình bắt cái điểm kiểu thế lắm. Mình chỉ muốn cái điểm này nó về với cái đường thẳng này mà nó chỉ làm sao nó song song từ cái điểm này với điểm này, nó song song nó kẻ nhau thành một cái trục x này, nghĩa là nó chỉ mang tính chất song song và nối tiếp nhau thôi, nó không phải là hợp vào nhau đúng không? Thì mình sẽ dùng lệnh này, ví dụ như mình sẽ tích vào điểm xy, nhưng mà ở đây là mình di chuyển như này là muốn cho nó theo trục x trục z đúng không, thì mình tích vào đây cứ thử thôi, mình chả nhớ đâu, tích vào đây đó, điểm đây đây nó là chắc là trục x rồi, tức là di chuyển theo trục x rồi đó. Các bạn nhìn thấy ở đây ví dụ như mình bật mặt phone đây thì các bạn nhìn thấy rõ đúng không, hai cái này hai cái của nó này rất là khít nhau, nhưng là nó chỉ là đưa về cái mặt mà gọi là đưa về nó vuông góc với trục x thôi đó. Ở chế độ bắt điểm này rất hay điểm đó, nghĩa là khi các bạn tích vào trục y tức là di chuyển cái này nó sẽ di chuyển vuông góc với trục y và không di chuyển vuông góc theo một cái nào cả. Ví dụ như xy thì nó sẽ lại di chuyển theo trục xy đúng không,
thì như này ở mặt phone này thì nó cũng sẽ thẳng thôi. Đấy, đó, đây là mặt phone, đây là mặt đấy, đây thì hai cái mặt này nó sẽ đều thẳng nhau. Di chuyển xuống thì sẽ thấy rất rõ. Đây. Đấy, đúng không? Giờ đây rất là khít nhau đúng không? Đây là tác dụng của cái bắt điểm, đây là chế độ bắt điểm, các bạn về làm thật nhiều nhé. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình trên YouTube đi. Facebook thì mình ít khi trả lời lắm, người lạ lắm nhá. Ok. Đây là chế độ bắt điểm. Chế độ này là cái chế độ đó là rất là khó đấy. Mình làm thật nhiều thao tác và sau nó sẽ lên thôi. Rồi, còn cái chế độ thứ hai đó là chế độ căn chỉnh đối tượng bằng lệnh căn chỉnh tọa độ Agreen. Thế vậy thì như thế sau. Mình xóa đi nhé, mình vẽ làm một cái mới. Ví dụ như mình ở đây mình sẽ vẽ ra một tấm plane đi. Đúng không? Mình làm một tấm plane. Đó. Tấm plane. Ở đây mình vẽ một tấm plane xong rồi. À, màu hơi sắc sảng, sắc sỡ nhỉ. Ở tấm plane xong rồi, khi sẽ xong một tấm plane như thế này. Nghĩa là nó chỉ là tấm mặt phẳng thôi, nó không có độ dày đâu. Đúng không? Nhưng nó vẫn được xét vào đối tượng 3D chứ không phải đối tượng 2D. Đúng không? Thì ở đây mình vẽ xong một tấm plane này, bây giờ mình vẽ một khối bốc. Các bạn tích vào đây, tích vào chỗ auto green này, nghĩa là mình để vẽ trên cái bề mặt mà mình chỉ chuột vào thì mình sẽ không bị vẽ xuống dưới nữa. Đúng không? Mình tích vào đây, mình vẽ một cái khối bốc ở đây lên đây. Ok. Rồi. Tức là mình chưa tắt G đi là thế đấy. Rồi, ok. Tắt G đi nó khác. Vẽ lại cho bạn xem. Vừa tích vào cái quái gì rồi rồi đấy. Rồi. Này thôi. Ok, bây giờ mình vẽ thêm một cái khối nữa là gọi là cái khối mình vẽ thêm một cái xuyến trên đấy. Ô, mình tích vào cái gì mà nó cứ bị này nhỉ? À đây. Rồi chế độ lấy thôi. Đây đúng không? Tăng segment của này lên cho nhìn cho đỡ chênh vênh. Đó. Thì làm sao mà nó có màu, cái màu này là cái màu nó dở hơi nó. Màu này là cứ vậy thôi đúng không? Cứ để như này. Rồi ok. Sau như này rồi thì bắt đầu mình mới sử dụng bắt điểm. Bình thường cái vẽ một cái khối này nó không ở đây đâu. Ví dụ như mình muốn di chuyển cái khối này đúng không? Mình di chuyển ở đây. Di chuyển ở đây đi. Đó. Mình xóa cái mặt phẳng đi làm cho dễ. Bây giờ mình làm sao mà bây giờ mà muốn cho cái xuyến này đây, đây. Di chuyển lung tung cái xuyến này, bây giờ mình không biết vị trí nào cả, mình di chuyển cái có một cái lệnh, bây giờ mình di chuyển mình muốn đặt cái vị trí thấp nhất của cái xuyến này, tức là cái đáy đúng không, cái đáy của cái xuyến này nó vào vị trí cao nhất của cái hộp này và là vào vị trí trung tâm và vị trí giữa của cái hộp này đúng không, làm nào để đặt nó vào, chẳng hạn mình thao tác mình chuột thì đặt nó không chuẩn, nhưng bây giờ mình học chế độ bắt điểm rồi thì nó có một cái lệnh, đó là lệnh align. Thì ở đây cái lệnh này của nó viết tắt như sau. Các bạn nhấn Ctrl On cộng với A. Thì trước khi nhấn Ctrl On cộng A thì có như này. Mình click vào cái hình hộp này, mình nhấn On A. Xong cái thứ hai mình click vào cái xuyến này thì nó hiện ra một cái bảng. Một cái bảng này. Đây có bảng này có 3 mục, 1, 2 và 3. Thì mình chỉ quan tâm đúng cái mục đầu tiên này thôi. Đúng không? Và hai mục này. Đó. Rồi vậy thôi. Đúng không? Tiếp theo bây giờ cái mục này tức là ở đây Agreen này nó bằng là mình nói ý nghĩa của từng cái dòng này nhé. Min ở đây nó là chỉ số thấp nhất, Center nó là ở giữa, Power là nó là trọng tâm, Maximum nó là vị trí cao nhất, mấy Max Min nó là vị trí cao nhất và vị trí thấp nhất đúng không? Thì ở đây chỗ Power In ở đây tức là nó sẽ hiệu chỉnh theo trục X, hiệu chỉnh theo trục Y và hiệu chỉnh theo trục Z. Đây, hiệu chỉnh theo trục X, hiệu chỉnh theo trục Y và hiệu chỉnh theo trục Z. Ở đây không có xoay xiếc gì đâu. Ở đây cái bảng này là bảng hiệu chỉnh thôi, đúng không? Đi rồi mình mẹ kiếp. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm sao để nó lên đúng không? Thì bây giờ mình muốn cho vị trí cao nhất của cái đấy thì cái bên này là dành cho vật tĩnh, vật tĩnh. Vật tĩnh là vật đầu tiên là mình kích vào ấy, đó. Đây là vật động. Tức là vật di chuyển theo cái vật tĩnh. Thì vật vật tĩnh ở đây tích là cái khối hộp này đúng không? Cái khối hộp này đầu tiên mình nhấn trước, mình nhấn On A xong mình mới tích cái xuyến.
thì cái xuyến đấy nó sẽ di chuyển đến cái khối hộp chứ không phải là cái khối hộp di chuyển đến cái xuyến, cho nên là cái khối hộp nó sẽ là khối tĩnh, còn của cái xuyến nó sẽ là khối động, đúng không? Rồi. Ok, bây giờ làm sao sao để cho cái xuyến này nó vào trọng tâm của cái này. Đầu tiên mình sẽ tích vào cái khối tĩnh của nó sẽ là vị trí thấp nhất, khối động sẽ là vị trí mắc, mắc theo trục gì đây? Trục X, trục Y, trục Z, mình tích cả ba trục X, Y, Z đi, xong mình áp pi một phát, đúng không? Thì bây giờ mình cho nó về trọng tâm của cái này, về trọng tâm của cái này, theo trục Z đi, X, Y, và mình nhớ áp pi phát nữa. Đấy, bây giờ mình cho cái vị trí mắc min lại một lần nữa xem. Ở đâu? Mình tính nhầm rồi. Min mắc của cái này. Ok, đây mới là API như này mới là đúng. Xong bắt đầu mình tích vào point là trọng tâm center ở giữa đây. Y đây, đúng rồi, mình nhấn ok. Bây giờ nó vào trọng tâm rồi đấy. Đó, cái này về các bạn mày mò nhé, cứ ấn nhiều vào nó khắc ra. Đã một ra một lần rồi thì nó sẽ nhớ rất là lâu. Nhấn về mặt F thì không biết này. Đó, nhấn về mặt L thì biết rồi. Đó, ok. Rồi, xong rồi. Bây giờ tiếp đến là chúng ta sẽ học lệnh quản lý đối tượng trong 3D Max. Ở đây thì như các bạn học CAD rồi thì các bạn quản lý đối tượng bằng cách là drop lại, tạo ra những cái layer màu mè, rồi những cái layer tường, layer để mình phân biệt rõ về một bản CAD, AutoCAD đúng không? Thậm chí cả bản một bản vẽ. Thì nó có layer tường, layer trục rất là nhiều, nhưng ở trong 3D Max thì chỉ có một cách, đó là các bạn đặt tên và group nó lại, tức là nhóm cái đối tượng nó lại thành một đối tượng mình sẽ quản lý, để sau này có nhầm lẫn gì thì mình có thể bật cái group lên và cho nó hiện ra màn hình view, đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ nhắc đến cái chức năng mà group. Group, group ở đây các bạn nhìn thấy chữ bên hình có chữ group này, có chữ group, ungroup, open, close, attach, detach, explorer và assembly, đúng không? Thì ở đây group ở đây thì các bạn chọn hai đối tượng, ở đây cái đối tượng này mỗi một lần tích thì chúng ta tích chỉ tích một đối tượng thôi, đúng không? Ví dụ mình đây mình tích đây, tích chỉ một đối tượng thôi đó, tích chỉ một đối tượng này. Mình vào phone mình vẽ thêm nhiều đối tượng vào nữa nhá, ví dụ mình ở đây mình vẽ thêm nhiều đối tượng vào đây nữa thì nó sẽ ở đây, đây mình sẽ vẽ thêm nhiều đối tượng như này. Ở đây thì mình vẽ nhiều đối tượng này xong mình bây giờ mình muốn drop cái đối xuyến này với lại cái này thành một cái đối tượng, để sau khi mỗi một lần kích vào mình chỉ kích vào một cái thì nó sẽ được cả hai, đúng không? Mình nhấn vào group, mình group đặt tên cho group ấy thôi, mình mặc định mình cứ để là một, đúng không? Bây giờ mình nhìn thấy cái hình viền đây, đường viền đây, viền đây, tức là ở đây bây giờ là hai đối tượng này nó đã là trở thành một đối tượng thống nhất, nhưng nó không phải trở thành mà nó chỉ là một trong là một nhóm đối tượng thôi, nhưng mà trọng tâm của nó sẽ là đặt trọng tâm của hai cái vật chính này. Bây giờ bạn nhìn thấy trọng tâm của nó ở đây, đúng không? Trọng tâm của nó ở đây. Ok. Rồi, trọng tâm của nó đấy. Thì bây giờ làm sao mà bây giờ mình muốn đưa thêm một cái nhóm vào một group này thì mình cứ ăn group ra rồi group lại thôi. Cứ thao tác thế. Thường thường thì mình học ở trung tâm các anh ấy dạy thì có cách nó nhanh nó đưa vào nhiều, nhưng mình nghĩ không cần thiết đâu. Tại vì mình làm trước nhiều rồi, mình chưa chưa đến làm quá phức tạp, mình không cần thiết những cái đấy đâu. Mình cứ tách ra rồi mình chọn những cái vật là mình cần nhóm lại với nhau, đúng không? Nếu mà ấn nhỡ rồi thì can chân Z nó đi. Và ăn group rồi, đúng không? Còn đấy là group và ăn group thôi, mình nói qua tại vì mình lâu không học này, mình quên rồi. Rồi, còn ở đây thì khi ở nhóm ở đây thì mình nói thêm một chỗ cái bảng group này. Ở đây group, thế đây là tạo một nhóm cho đối tượng. Ở đây ăn group đó là phá nhóm đối tượng. Thì còn tiếp theo đó là open, open để mở nhóm tạm thời, tức là mình chỉ mở cái nhóm đấy ra để mình hiệu chỉnh bên trong thôi, chứ mình chưa phá nhóm. Mỗi khi mình bỏ chọn ra thì cái hai cái vật mà mình vừa chọn này thì nó vẫn trở thành một nhóm, đúng không? Tiếp theo đó là nhóm đóng đối tượng, đây close là đóng đối tượng đang mở, tức là mình mở đối tượng rồi, xong rồi mình muốn ra ngoài thì mình nhấn vào close, nghĩa là đóng lại cái đối tượng này, vẫn là một cái nhóm cũ, đúng không? Tiếp theo đó là detach, à attach, attach ở đây nó là đồng nhất đối tượng vào nhóm. Tiếp theo đó là tách đối tượng khỏi nhóm, đó chính là detach. Tiếp theo đó là explorer, đó là tách đối tượng khỏi, đó là explorer, đó là phá nhóm nhiều cấp. Thì ở đây mình giải thích hơn về attack, nghĩa là attack mình nhóm cái xuyến này với lại cái vật thể này,
mình nhóm lại thành một cái nhóm rồi. Bây giờ mình chỉ muốn nhóm thêm một cái xuyến này nữa vào cái nhóm này mà mình không không phải ăn drop đi, thì mình tích vào cái nhóm này và mình chọn drop. À, mình tích vào cái này, mình tích vào cái nhóm này và mình chọn drop. Đâu, mình chọn đây. Chọn drop không, chọn attack mà tích vào cái nhóm của mình này thì cả ba cái này đúng không? Cả ba cái vật thể này thì nó cả ba cái vật thể này đây. Ở đây thì nó trở thành một nhóm đúng không? Tích vào cái này. Đây, mình Ctrl Z nhé. Đấy. Mình làm thao tác này. Đây mình tích vào cái xuyến này, mình muốn cho cái như vào cái nhóm một mình vừa drop đi, mình vào đây attack xong tích vào cái nhóm ở đây thì nó sẽ thành ba đúng không? Tiếp theo nữa là gỡ đối tượng. Bây giờ mình muốn gỡ cái xuyến ra nhưng mình không muốn ăn. Để ví dụ như mình nhóm, ví dụ như mình ở đây nhé, mình ăn drop đây rồi, ăn drop đây rồi, mình tích cho cả cái mình mới đầu mình drop, mình ví dụ là mình drop cả cái chỗ này rồi. Bây giờ mình muốn tách một vật nữa thôi mà mình không muốn ăn drop tất cả, mình muốn tách một vật ở đây từ mỗi drop đấy thì mình tính tích vào drop, chọn chữ đề tách từ từ đã, chọn chữ drop. À, đây là phá nhóm đối tượng nhiều cấp rồi. Ở đây tách từ một đối tượng và một nhóm thì ở đây thì mình chọn ở đây drop, xong mình chọn open, mình chọn open xong mình chọn cái mà mới vào đây đúng không các bạn, và chọn cái nhóm mình vào đấy, mình chọn op ở đây từ từ ở đây đúng không, mình ở đây là một nhóm rồi, một nhóm đây, xong mình tích và mình chọn cái ở đây rồi. Bây giờ mình nhấn vào drop, mình chọn open và mình tích vào một vật đúng không, một vật mà mình muốn tách ra, mình chọn drop xong chọn đề tách ở đây thì mình các bạn close lại đây, ở đây thì ở đây đây khi các bạn close lại đúng không, thì ở đây cái xứ này nó đã được tách ra mà những cái gom cũ này nó vẫn thành một vật thể đúng không, ở đâu đấy close đây đúng không, đây vẫn thành một vật thể đúng không, đây cái này thành một vật thể riêng biệt rồi. Ok, xong crop xong nhóm, cái này nhóm là ít thôi mà sau này thì mình cũng sẽ dùng đến thôi, nhưng mà dùng đến trong cái quá trình mà xuất kết sang 3D Max thì sẽ có dùng đến cái này cũng khá nhiều. Nói chung là phải làm xuất sang thì mình phải crop crop nó lại đúng không. Bây giờ đó là các lệnh chuột phải phổ biến. Thì các bạn ở đây các bạn khi các bạn chọn một vật các bạn tích vào ở đây là mình ăn crop anh nhá, mình ăn X-Browser, ăn nhiều, ăn phá nhóm đối tượng nhiều cấp như vừa vậy. Ở đây mình bây giờ mình chọn hai cái này, mình nói thêm một tí là mình chọn hai cái này em này, 43 phút rồi, mình chọn cái này đúng không, mình chọn vào mình crop lại, mình gọi crop lại một lần đúng không, mình xong mình lại tích thêm cái này, mình crop này lại lần nữa, tức là crop này crop hai lần crop, tức là khi mình phá cái này mình ăn crop đi thì cái này vẫn còn là crop này. Bây giờ mình không muốn thế, mình muốn phá một lần hết tất cả thì mình chọn cái crop đấy, không mình chọn X-Browser tức là phá đối tượng nhiều cấp, mình là phá tất cả crop lại, tách tất cả những cái vật thể mình crop lung tung, crop lại lung tung lại ra thành riêng một vật thể đúng không. Rồi, như vậy xong khi bạn bây giờ các bạn chọn tích vào một vật, các bạn nhấn chuột phải cho mình. Ôi cái này nó bị giật rồi, ghét thế, để mình nha bật lại 3D Max. Hi, chào các bạn, đến với tiếp với cái bài tutorial. Bài tut thì mình sẽ ở đây vừa rồi thì mình chuyển sang, bây giờ mình chuyển sang Mach 213 này. Về Mach 209 thì khi bật cái lệnh đấy mà nó nhiều đối tượng thì nó hơi bị giật. Mach 213 của nó thì nó cái ưu điểm như vậy. Nhưng mà cái V-Ray của 2013 này thì mình không quen mấy, cho nên là mình sẽ khuyên các bạn lên dùng 209 hơn. Có lẽ là các bạn lên dùng 2013 từ lúc bắt đầu học thì nó sẽ là rất tốt. Không, nhưng mình học 2009 trước, mình đi học thêm mình vẽ lâu quá quen rồi. Chuyển sang Mach 13 mình cảm thấy không thích hợp. Thôi, tiếp mình không nói nhiều mất thời gian, mình chuyển tiếp này nhá. Ở đây thì mình nói tiếp thêm một lúc nữa thì mình ngừng video vậy. Bài tốt của mình thời gian nó cũng có hạn rồi. Ở đây thì up lên, ở đây thì nhấn chuột phải, đây nó có một mục ở đây. Bạn nhìn thấy một mục rất nhiều nhưng mình quan tâm trước là cái đó là cái mục trên này đã. Chỗ này. Đó, còn dưới này sau này các bạn buổi sau khi đến Exit Poly nhá. Bài tut sau sẽ là bài rất là pro, bài có thể giúp các bạn dựng được chùa một cột này, dựng được nhà. Nói chung là dựng được những thứ mà bạn nghĩ ra. Buổi sau sẽ làm được điều đó nhá. Bài tut sau, bài tut thứ năm của mình. Ok, ở đây thì chỗ này ở đây thì mình sẽ giải thích một số chữ là hai selection, hai unselection, hai bài lem và free selection.
vary. Đây mấy cái số, chỉ số thông số như này. Thì ở đây các bạn cứ tích vào high section, tức là ở đây nó là ẩn đối tượng đi. Trong quá trình mình làm việc thì mình có nhiều đối tượng quá thì mình cứ chọn đối tượng đấy và chọn ẩn đi. Muốn cái đối tượng ẩn đi mà nó hiện lên thì các bạn chọn tiếp tiêu độ hai this, à đây hai nhận thì là chọn tất cả đúng không, chọn tất cả đều ẩn đi. Thì bây giờ muốn tất cả đều hiện lại thì các bạn chọn ăn hai arrow thì nó hiện tất cả lại. Ok, tiếp theo thì mình chọn chỗ khóa, chỗ trên này toàn là chỗ khóa thôi, free section này. Đó. Đấy, chỗ đấy thì bạn chả quan tâm tại mình chả bao giờ dùng trên đấy đâu, mình chỉ dùng ba cái chức phím chức năng này thôi đúng không, đó làm ẩn một đối tượng này, làm ẩn như tất cả đối tượng và là hiện tất cả những đối tượng, thế là ok. Đó. Rồi bài tút hôm nay thì mình dừng đến đây thôi nhé. Thì mình nói trước, mình sẽ gợi ý chút về bài tút tiếp theo của mình, đó là sau khi học bài tút như sau. Bài về SC Polybly, từ một mặt phẳng bạn có thể dựng lên một ngôi chùa, nghĩa là từ một mặt phẳng đó nhé, một tấm plane như thế này, các bạn có thể dựng lên một ngôi chùa hay là một cái chùa một cột rất là đẹp đúng không? Đó, cái từ mặt phẳng như thế này mình sẽ nghe zip poly, đây chính là quá trình zip poly, mình gợi tí một chút buổi sau. Ở đây lesson ba không, đây quên mất rồi, nghe nó đi, quên nghe nó đi, trở lại tắt chế độ cạnh đi nha. Mình ví dụ thôi, ở đây thì mình ví dụ thôi, còn buổi hôm nay thì mình chưa nói vội. Đó, ở đây thì là những cái thao tác các bạn nhìn thấy trên người đấy, người ta vẽ rất nhiều đúng không? Đây. Đây mình quên mình chưa chọn con lách đúng không? Con lách ở đây là hai không không, đây mình chọn hai này. Ok đúng không? Mình ấy chưa lên thành ấy thôi, các bạn chọn này mà mình thích bỏ này đi. Bạn về dùng những thử phím ấy nhé, xong bài tốt tiếp theo là các bạn phải chắc lắm rồi thì mình mới làm được nhanh, không thì làm chậm lắm. Ok đúng không, chế độ điểm lối điểm con lách nó lại đó. Con lách nó lại, con lách nó lại. Thì ở đây mình dựng, tại sao là mình lại rảnh mình dựng bài tốt như thế này, về bởi vì những bài tốt này là vừa mình giúp nhớ lại, mình nhớ lại những kiến thức mà lâu lắm rồi, tại vì bây giờ mình không nghiện cái 3D Max, ngày xưa mình nghiện lắm, mình hay dựng ngủ nghiếc rồi thỉnh thoảng nghiếc, đam mê cái gì thích thích cái hình gì là bỏ ra dựng thôi. Nhưng mà bây giờ mình không thích 3D Max, mình thích kỹ xảo điện ảnh, nên là này mình cái đam mê học Photoshop mới lại cái gọi là cái mấy cái gọi là After Effects kỹ xảo thích hay, cho nên bỏ mình bây giờ mình làm lại một số bài tút để mình nhớ lại thôi. Mình mai sau mình có đi làm nước thì mình xem lại bài tút, mình rút kinh nghiệm thôi. Ok như này thì sau này ấy này thì mình hai này mình chọn đây, mình vào đây con lấy thêm lần nữa, vào đây con lấy ở đây sẽ là một thôi. Ok đúng không, đây mình dựng lên đây nó sẽ thành chùa đấy. Dần dần những cái bước này mình con lấy selection lên thì ví dụ thế, đại loại thế, đại loại. Mới sau buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn về lệnh này, và buổi sau nữa các bạn có thể là có bài tập về chùa một cột đúng không? Chùa một cột trên mạng cũng có người người ta hướng dẫn, nhưng người ta làm chùa thì hơi xấu, thì mình sau mình sẽ làm lại riêng một cái video, một video khẳng định giá trị đúng không, giá trị của buổi học hôm nay. Rồi ok, hôm nay buổi mình đến đây thôi, chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những bài tốt tiếp theo, nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Rồi, goodbye.